Với một kỳ nghỉ ngắn ngày như dịp cuối tuần thì Ninh Bình luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách bởi giao thông thuận tiện và các sản phẩm phong phú, hấp dẫn. Trở về sau gần chục năm xa quê hương, chị Đinh Thị Mai, Việt Kiều Đức đã chọn Tam Cốc là điểm đến đầu tiên cho chuyến du lịch của mình. Lựa chọn đúng đắn này mang lại cho chị nhiều trải nghiệm mới mẻ và những ấn tượng đặc biệt khó quên. Rất là thích thú, tại vì trước đây mình rất là muốn đi nhưng mà chị xem ở trên hình ảnh lúc trước là mình chỉ thấy lúa ở ruộng, hôm nay mình thấy được trải nghiệm lúa trên lúa nước và được thấy bà con họ làm việc trên lúa nước thì rất vô cùng là ấn tượng. Nếu Tam Cốc Bích Động được xem là điểm đến thu hút khách hàng đầu vào mùa hè của Ninh Bình thì Vedana Resort lại được nhiều du khách lựa chọn để nghỉ dưỡng bởi không gian trong lành, tĩnh lặng, hòa mình với thiên nhiên nguyên sơ của núi rừng Cúc Phương cùng chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Dù mới đi vào khai thác nhưng công suất phòng của Vedana đã đạt 100%. Nếu trước kia du khách đến thưởng ngoạn danh thắng tại Ninh Bình rồi đi về trong ngày thì nay số lượng ngày lưu trú, doanh thu du lịch đã tăng cao bởi các dịch vụ ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng được phân khúc thị trường khách cao cấp có mức chi tiêu lớn. Vedana Resort rất đặc biệt với tôi bởi nhiều yếu tố, trong đó có kiến trúc nhà tre độc đáo và lớn nhất mà tôi từng được gặp. Tôi khâm phục các bạn bởi sự sáng tạo và gần gũi với tự nhiên, không tách rời thiên nhiên khỏi cuộc sống hiện đại. Ở đây mọi thứ đều rất hoàn hảo, từ thiên nhiên, môi trường và con người. Tôi đã 4 lần đến Vedana Resort và tôi còn giới thiệu cho nhiều bạn bè của tôi đến thăm Ninh Bình để được cảm nhận những điều tuyệt vời này. Đề xuất với Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình có những cái lớp đào tạo chuyên sâu về vấn đề chuyên môn, thì cái đó là cái nòng cốt, cái đấy là cái mà bền vững nhất xác định cho cái việc là vận hành của cái khu nghỉ dưỡng. Cơ sở vật chất chỉ là một phần thôi, quan trọng là cái vấn đề chất lượng của nhân sự. Hiện nay ngành du lịch đang tập trung nâng cao chất lượng, vận hành nhiều sản phẩm mới nhằm kích cầu thị trường, tạo đà tăng trưởng trở lại. Nhờ đó Ninh Bình là một trong những tỉnh thành có lượng khách tham quan đông nhất cả nước với gần 1,5 triệu lượt, doanh thu ước đạt 854 tỷ đồng, bằng 154% so với cùng kỳ năm 2021.